đi mua con bó bông. Làm theo lời của tao dạy. Ờ mà nè, nói chuyện đàng hoàng tử tế xong thôi nha, không có dẫn nó vô khách sạn nha. Thôi vô khách sạn mày chết cha mày với tao. Nói mày bả à, bây giờ tỏ tình tôi còn không dám nữa, nói chi mấy cái chuyện đó. Mày nghe lời tao đi, thôi ráng đi, thế nào cũng được việc. Về rồi cái làm tiệc đãi tao ăn mừng. Đây đi mà. Đó có tươi kỳ lắm. Ê Cúc. Wow, cú của mẹ đẹp trai quá à. Gái nó mê sao không được trời. Mà con... Con gì? Khỉ á. Mẹ nè, mẹ là đàn bà nha. Mẹ biết con gái hả? Nó thích cái gì hay nó không thích cái gì? Chỉ cần hẹn nó ra mà xong nè, tặng hoa cho nó, xong nói ngọt cho nó, tách trách bùm bùm cái gì đó. Ê, hôn một cái thôi nha. Nhưng mà nè, ê, không được dẫn nó vô bụi làm bậy làm bậy. Trời ơi, nói bạn bạc con người ta đó. Ngày xưa mẹ bị rồi mẹ biết. Mẹ nhớ hết luôn hả? Thì cái gì nhớ là nhớ, cái gì quên là quên. Nhưng mà mỗi lần nhìn cố đẹp trai hả, là mẹ nhìn thấy những cái thứ tốt đẹp trên đời đó. Mà con rung quá à. Rung cái gì mà rung, thích thì nhất đây. Không hình người cũng hình ma mà. Trời, cái gì mà xui dữ vậy trời. Tôi chưa đi ra khỏi nhà nữa. Tại vì cái ông thành người cũng thành ma. Thành ma là sao? Ra tỏ tình ta không chịu, ta lại móc súng rồi ta bắn con hay gì? Hả? Súng hả? À. Bắn á hả? Ôi đừng có bắn mà. Giỡn. Ba bắn đó. Giỡn, mẹ. Giỡn, đâu có súng đâu có súng đâu. Không có súng gì hết, có bánh bò thôi. Đi nhanh đi. Con gái không thích mấy đứa xìu xìu ảnh gì đâu. Có xìu đâu có ảnh đâu. Đi nhanh đi. Mua hoa nào cưng? Dạ. Chị gói hoa hồng cho em nha. Bà Mai ra đây làm gì vậy? Nhà biết bao nhiêu là chuyện kìa. À vậy hả? Sếp Dũng rất muốn gặp Lĩnh. Muốn tôi hả? Ừ. Lĩnh thấy sao? Thôi, không gặp không đâu. Gặp không chị? Thì cứ gặp thử đi. Gặp thử chứ sếp Dũng có kêu Lĩnh làm công an đâu mà sợ. Mà hôm nay ăn mặc đàng hoàng nghiêm túc đó nha. Đó, ăn mặc như vậy á phải coi được hơn không? Được hả? Ừ. Rồi giấu gì sau lưng đó? Đưa mày coi. Không. Cái gì vậy? Cái bao bông rồi. Tặng Mai á. Tặng cho Mai. Tôi nghĩ con gái thích hoa hồng đỏ nên tặng Mai. Trời đất ơi, đọc ba cái tiểu thuyết thứ bảy ngày xưa đúng không? Nghĩ sao mà bây giờ tặng con gái hoa hồng? Người ta bây giờ là người ta thích hồng xoàn. Nghĩ sao đi tặng hoa hồng không biết. Tôi thì tôi không thích con gái thực dụng vậy. Tôi nghĩ con gái là phải dịu dàng, thùy mị. Nhưng mà Mai thích cái gì đó thực tế. Thật sự cái tiền mà để mua hoa hồng này á, mua cạc điện thoại tặng cho Mai á, Mai cũng thấy vui hơn nữa. Chỉ có mấy người yêu nhau mới tặng hoa cho nhau thôi. Chứ còn Mai nói luôn rồi đó. Tôi tặng Mai hoa hồng là tại vì tôi yêu Mai. Lĩnh yêu Mai? À. Từ khi nào? Đối với tôi, 3 ngày qua là 3 ngày đặc biệt nhất cuộc đời tôi á. Đặc biệt như thế nào? Thật ra thì từ nhỏ tới giờ tôi không biết tình yêu là gì hết. Tôi có nghe người ta nói về gia đình và tình yêu, mà cái tôi thấy chỉ là ba tôi đánh đập mẹ tôi mỗi ngày mà thôi. Cho nên đối với tôi, tình yêu hay gia đình thì cũng giống như địa ngục vậy đó. Cho tới khi tôi lên thành phố, tôi chơi với bà Nhi với ông Sinh á, tôi thấy hai người đã yêu nhau. Tôi thấy bên trong tôi có cái gì đó nó kỳ kỳ. Với lại nhất là lúc tôi bị bắt á, tôi thấy mọi người thương tôi nhiều lắm. Tôi nghĩ là tình yêu vẫn luôn xung quanh tôi, chỉ là tôi không nhìn thấy thôi. Vậy còn với Mai, vì sao Lĩnh yêu Mai? Tại hôm trước lúc tôi bị bắt á, tôi thấy Mai khóc. Tôi thấy Mai lo lắng cho tôi. Mai sẵn sàng hy sinh sự nghiệp của Mai cho tôi. Mai không bao giờ bỏ tôi một mình hết. Tôi mới về tôi nói chuyện với ông già. Ông nói là đó là tình yêu. Ông nói là Mai cũng yêu tôi.
Giờ tôi với Mai sẽ sống với nhau như một gia đình vậy. Nhưng mà hồi trước giờ tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ lập gia đình nha. Tại tôi không thích ở gia đó, tôi thích ở mình tôi thôi à. Giờ nhưng mà tôi không biết tại sao, nhưng mà khi mà ông nói với tôi như vậy á, tôi thiệt sự là tôi muốn sống chung với mẹ tôi, với Mai, với ông già nữa. Tôi muốn có một gia đình. Vậy còn ba Lĩnh thì sao? Hồi lúc trước tôi nghĩ là tôi không có gì để mất hết. Tôi nghĩ là tôi xử lý ông xong rồi tụi sau cũng được. Nhưng mà bây giờ thì khác. Tôi có nhiều thứ để mất, và tôi cũng không muốn bị mất. Tôi nói hết những gì tôi nghĩ rồi đó. Mai có đồng ý yêu tôi không? Xin lỗi Lĩnh, Mai không đồng ý. Mai không yêu tôi hả? Không phải. Đây chưa phải tình yêu. Nhưng mà ông già ông nói với tôi cái này là tình yêu mà. Thôi mình đi về đi. Mai! Lĩnh! Lĩnh là Mai đâu đó? Xin lỗi, tôi không có ý, nhưng mà tại sao Mai không chịu yêu tôi? Hay là tại Mai chê tôi, công việc của tôi không được ổn định hả? Không phải vậy. Hay tôi với mẹ tôi không có chỗ ở nào đàng hoàng cho nên là Mai không thích. Lĩnh à, Lĩnh đừng nói như vậy nữa được hay không? Thôi Mai đi về đi. Mai! Lĩnh! Lĩnh làm cái gì vậy? Lĩnh làm Mai thất vọng quá đó. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. À la ti ta đi ra. Ta ta ra 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 ra. Ủa. À cô dâu ở đây. Ủa chú rể đâu? Ba. Về con. Sao ba xíu vô chuyện tình cảm của con? Trời, tao đang cảm xúc tự nhiên cái mày hỏi ngang hông à. Mai mốt chuyện của con á, ba để cho con tự giải quyết. Ba đừng có đụng vô. Trời ơi sao kỳ cục vậy trời. Trời ơi, vậy là chắc cái thằng này nó làm ăn sống sượng rồi trời. Tôi chỉ nó 5 bước, cái điều này chắc thiếu 1 bước rồi nè. Sao? Mày có đi đủ 5 bước không? À, quân sư gì kỳ cũng chết rồi kìa. Cái gì đâu mà chỉ con nít ăn cướp gà sáp không mà. Mốt đừng đem tình cảm người ta ra làm trò đùa nữa, không có vui đâu. Ủa? Vậy là thua hả? Vậy là mình tôi ăn nguyên cái lẩu này hả? Ủa gì kìa? Cái thằng này mày lặng ngoài với mày. Nè, tụi ta đã gọi điện cho ông già 81 tuổi Lê Văn Kiển rồi. 2 ngày nữa tụi ta sẽ dụ ổng đi rút tiền. Sáng ngày mai tôi dẫn mẹ tôi qua nhà hai người ở ké. À mà không phải ở ké, tôi xe phòng tôi trả tiền nhà đàng hoàng luôn, được không? Ôi, cái chuyện đó thoải mái vậy. Ủa, nhưng mà sao phải dẫn ba qua đây vậy? Có chuyện gì vậy? Đừng có hỏi nữa, bây giờ tóm lại một câu thôi là có được hay là không? Trời ơi, chuyện bình thường mà. Nhưng mà rốt cuộc là mày không còn dính dáng gì cái bà công an kia nữa đúng không? Ừ, không có dính dáng gì tới nhà này nữa hết á. Tôi muốn dọn ra khỏi đây. Bây giờ tôi muốn kiếm tiền lo cho mẹ tôi, kiếm tiền cho hai ông bà luôn, được không? Ok. Ủa, mày nói cái gì mà tao nghe, cái gì đâu mày dính dáng gì không dính dáng là cái gì? Sao không vô được? Ủa, nhà tao mà, sao mày hỏi gì kỳ cục vậy? Có chuyện gì kể tao nghe coi. Ngày mai tôi dọn đi, không có gì để kể hết. Mai không có thương tôi hết. Cái gì mà bậy bạ hết sức vậy? Tao mới nói chuyện với nó mà. Nó nói với tao là nó thương mày. Tôi ghét cảm giác này lắm. Đừng có để tôi hy vọng nhiều rồi tôi thất vọng nhiều. Tôi cực kỳ ghét cảm giác này. Ngày mai tôi dọn ra khỏi nhà này, không muốn dính dáng gì tới ai nữa hết á. Cái gì vậy trời? Sao lại bỏ đi là sao? Thầy kệ tôi, đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ ông đi ra khỏi đây giùm tôi đi. Ê mày đừng có kỳ cục nha mày. Đây là nhà của tao, sao mày đủ tao đi hoài mày? Bây giờ ông đi không? Không đi tôi đi, tôi dọn đồ liền. Thôi được rồi, để tao đi. Kỳ cục à. À nội cha đó. Lập tới bẻ luôn.
đâu. Vào đi. Anh cậu Thạch muốn gặp anh đây. Anh à, đến nước này thì cả nhà mình phải đoàn kết để vượt qua cơn sóng dữ này chứ. Em biết là em sai rồi, thì giờ anh cứ giận cứ hờn cứ mắng cứ chửi bao nhiêu em cũng chịu hết. Nhưng anh cứ như vậy em sợ lắm. Chị gọi vào đây. Dạ. Cho các cháu thôi. Thôi im đi. Cậu đã giết chết sự nghiệp của tôi rồi. Anh à, ở bên bộ truyền thông họ đã cấp giấy cho mình chưa? Cũng còn đang phải chờ. Nhưng tôi nghĩ là họ sẽ không chấp nhận đâu. Bởi vì cậu biết đấy, đây là một hoạt động cờ bạc trái phép mà. À, mời anh dùng nước. Mời anh. Dạ. Cảm ơn chị. Ờ, anh, thằng Tâm nó gọi điện về đây. Nói với nó là bố đang bận. Vâng. Thế bây giờ anh tính sao? Thôi thôi, bà ra ngoài đi, đừng xía vô vào cái chuyện này nữa. Ra ngoài đi. Vâng. Thứ trưởng đề nghị tôi làm bản báo cáo về những hoạt động của DPC. Vậy anh định báo cáo như thế nào ạ? Tôi với cậu ấy phải xác định tư tưởng là cái việc làm ăn với DPC là không thể tiếp tục được nữa. Tiếc thật, nhưng đành phải chấp nhận thôi. Cắt đứt tất cả liên lạc đối với DPC với cả Linh Lê. Dạ, em đồng ý với anh. Tôi cũng đã có phương án rút ra khỏi cái vụ này một cách êm đẹp. Đây là công văn của Tổng cục Cảnh sát bên tôi gửi cho cục. Yêu cầu ấy là phải giải trình toàn bộ những hoạt động của DPC. Ngày mai cậu gửi cho tôi một bản báo cáo tất cả những sai phạm của DPC và Linh Lê. Mà lưu ý nhé, cái thời gian ấy là cách đây 5 tháng. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Dạ, em hiểu ý của anh. Như vậy là cách đây 5 tháng chúng ta phát hiện sai lầm của sòng bạc này, phải không anh? Cả tôi và cậu đều làm đúng chức năng của mình. Điều này chứng minh tôi và cậu không có liên quan gì đến DPC cũng như cái sòng bạc chính club. Bây giờ ấy, chỉ có một cái nước là bỏ của chạy lấy người. Nếu không ấy, thì vô tù cả lũ. Quả thật anh có quá nhiều kinh nghiệm, em xin bái phục anh. Không ngờ, thật không ngờ tôi phải làm cái việc như thế này. Nè, dậy xuống làm vài ly mày. Không, mai tôi đi sớm. Cái gì kỳ á,
mai đi thì càng phải làm thêm vài ly tình nghĩa chứ. Nói thì nói, sống mấy nay cũng bên tay bên chân. Xuống uống mày, cho có trước có sao. Vài ly thôi nha. Yên tâm, vài ly thôi. Chứ tao không có rượu dư đâu để mà đầu độc mày. Nha, đi xuống mày. Trời ơi. Mày đã điều tra ra cái vụ mà cha mày với Lê Linh cái mối quan hệ như thế nào chứ? Chưa. Nếu mà mày giải đáp được cái câu hỏi đó, coi như là cái sợi dây mày nối được vòng tròn rồi. Không tìm hiểu nữa. Giờ tôi chỉ muốn gom một số tiền của tôi sòng bài bỏ đi thôi. Mày nghĩ rằng là thằng cha mày nó không đi tìm mày hả? Mày nói là không quan tâm nữa. Vì chịu con Mai mà mày chán đời đến như vậy sao? Thôi nghe, không có nhắc nữa nghe. Bây giờ làm sao? Nhậu thì ngồi nhậu tiếp, mà không tôi lên tôi ngủ, mai tôi đi sớm à. Vô mày. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết hết. Vì cái chuyện đó mà bỏ đi như vậy không phải là một cách hay. Lần đầu tiên trong đời gặp ngay cú này chí mạng luôn. Bởi vì tôi thề cạch tới già không bao giờ dính dáng vô mấy chuyện yêu đương linh tinh nhăn nhít này nữa. Vô. Tao sẽ có cách cho mày. Gì? Tao đó đi mà. Ôi, bà chơi vậy không có được. Đâu có cái gì đâu không được. Tao là cha nó, tao có quyền. Nhưng mà không. Tao nói mày đi, mày đi không. Trời đất ơi, tao đã cho nó uống thuốc ngủ rồi. Nó không có biết cái gì đâu. Bà chơi vậy bậy bạ lắm. Có cái gì đâu mà bậy bạ. Mày cứ đi lên cho đi. Nó thích mày mà làm bộ như nó không có thích, hiểu chưa? Ôi, bây giờ mày lên. Đã tao nói rồi. Nó đó cứ dùng ra mai mốt nó thành gái già gái túi, hiểu chưa? Mày cứ lên mày bục nó đi, rồi sáng mai làm đám cưới liền. Mày là con rể của tao. Nhưng mà tôi nói thiệt là không có làm vậy được. Ui chà. Tôi nói nghe nè, làm gì làm phải cố gắng á nha. Chút sao thấy tụi tôi quá trang vậy, ổn không? Ổn rồi đó. Nhà Lê Văn Kiển trực chiến. Ok, cố lên nha, chúc may mắn. Sao mà tao thấy cái tụi này nó làm sao đâu á mày ơi, nó kỳ kỳ. Tự nhiên cái tâm tao bị bất an á, thiệt. Hai người này cắn nhau như chó với mày vậy thôi, chứ thiệt ra là dính nhau như Sam vậy đó, không có gì dứt ra được đâu. Rồi bây giờ mày cho tao coi cái nhóm ở bên Lê Linh coi. Đây nè. Hiện tại tài sản của ông Lê Linh ở Việt Nam này không có gì đáng kể hết. Kể cả ngôi nhà cũng không cố định nè. Hiện giờ nhà ổng với vợ ổng đang ở là nhà do Bộ Công an cấp. Và ngôi nhà đó sau khi ổng về hưu thì cũng sẽ được trả lại. Nhưng cái vấn đề quan trọng là con trai út của ổng hiện đang du học ở Mỹ. Không có lý nào hết. Lê Linh giàu lắm chứ không có nghèo như vậy đâu. Đúng rồi đó. Bởi vậy tôi đang nghi là dòng tiền của ổng hiện tại đang nằm ở Mỹ. Chính xác. Thưa anh, Bộ Công an đã chuyển cho chúng ta hồ sơ mà Lê Linh đã trình bộ và Bộ Truyền thông Thông tin trong việc hợp thức hóa và công nhận DVC của Linh Lê. Tuy nhiên Bộ trưởng đã không thông qua. Nhưng mà trong hồ sơ thu thập được cho thấy Lê Linh đã ký xác nhận thanh tra, nhưng chưa thấy biên bản kết luận. Đây là ca khó nhất, vì là vấn đề nội bộ, xử lý không khéo sẽ banh bét hết, mang tiếng là đấu đá nhau, thì phải làm cho kỹ, cho rõ, lôi tất cả những nghi vấn ra ánh sáng minh bạch, không để ai phủ nhận được. Tất cả chúng ta phải cố gắng làm cho thật tốt. Dạ. Báo cáo thủ trưởng, Linh Lê muốn gặp đại úy Hoàng Mai. Cô ta muốn gặp để làm gì? Dạ, để khai báo. Cô muốn gặp tôi? Tôi sẽ khai. Tốt lắm. Chúng tôi đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Chúng ta làm việc luôn nhé. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi muốn gặp rắn hổ mang. Rắn hổ mang? Đừng nói là cô không biết đến hacker rắn hổ mang. Đó chính là Lê Hồng Lĩnh.
một tội phạm bị truy nã trong một vụ án giết người. Nếu như không có nó, các người cũng không bao giờ tóm được tôi. Linh Lê thật sự rất giỏi, cô nắm rõ tất cả mọi thứ. Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi tôi ngồi ở đây thì tôi mới nhận ra là mình cũng không giỏi lắm đâu. Tôi còn thua rất nhiều người, thua cả một thằng con nít không được học hành tử tế đàng hoàng, không được trang bị các máy móc tối tân hiện đại như tôi. Hiện tại tôi cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình. Sao? Có đồng ý điều kiện của tôi không? Thôi được, tôi đồng ý. Chào ông. Ông là Hắc Hổ, cha của Linh Lê. Là tôi. Lê Linh đâu? Ông Linh cử tôi đến đây để nói chuyện với ông. Ném đá dấu tay. Chúng ta là người cùng một phe mà, đừng nói như vậy. Ông quá tin vào sếp của mình đấy. Ông ta mạnh nhất, không tin ông ấy thì biết tin ai? Nào, không cần gì ở tôi. Linh Lê, con gái của ông, đang bị công an thành phố điều tra. Tôi biết. Ông can tâm nhìn đứa con gái mình ở tù sao? Ngu thì chịu, sai lầm thì phải trả giá. Nhưng hình như sai lầm này là của ông mà. Không hiểu rõ chuyện. Im cái miệng đi. Anh Linh đã kể tôi nghe một chuyện. Ông đang muốn tìm một người có tên là Lão Bố, và Linh Lê là công cụ để ông thực hiện hoài bão đó. Gọn đi, rốt cục lại ông muốn cái gì? Tôi chủ yếu là làm việc với ông Thạch thôi, còn ông Linh thì lâu lâu mới gặp. Công ty công nghệ cao DBC, ý tưởng đó là do ai nghĩ ra? Của cô hay là của ông Linh và ông Thạch? Ban đầu khi mới về Việt Nam thì tôi có một mục tiêu rất rõ ràng, đó là chứng tỏ mình với giới công nghệ Việt Nam. Tôi muốn lập ra một đế chế, và tất nhiên tôi là thủ lĩnh. Khi đó Việt Nam bị bọn hacker thế giới tấn công rất mạnh, tôi ra tay dẹp loạn, thành công. Lúc đó tôi gặp ông Thạch giới thiệu cho ông Linh. Ông Thạch và ông Linh yêu cầu tôi thành lập một công ty là đối tác chiến lược của Cục An ninh mạng. Tôi đồng ý. Vậy là công ty DBC ra đời. Vừa là ý tưởng của tôi, vừa là ý tưởng của hai ổng. Vậy còn sập bài 999 Club do ai nghĩ ra? Đó là ý tưởng của tôi. Tiền bạc phân tán khắp nơi, uổng. Nếu như dùng công nghệ để thu hút tất cả tiền bạc về cùng một mối, đó là một ý tưởng tốt, đúng không? Song song đó nó cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy kinh khủng. Cô có nghĩ tới điều đó không? Tôi biết. Tôi đã sai. Hợp đồng giữa DBC và Cục An ninh mạng đã được 2 năm. Như vậy tổng cộng DBC đã trả bao nhiêu tiền cho Cục? Cũng không đáng kể. Chuyện giao dịch này chủ yếu là giữa tôi với ông Thạch và cả vợ của ông Linh nữa. Việc đặt trụ sở của DBC là do ai đề xuất? Là tôi. Trong hợp đồng có ghi rất rõ tiền thuê trụ sở Cục sẽ được tính vào phần hùn vốn của Cục. Và tất nhiên trên giấy tờ thì số tiền này chỉ chừng khoảng, tôi nhớ không lầm thì là 10 triệu đồng một tháng. Nhưng trên thực tế thì lên đến con số 200 triệu đồng một tháng. Và tất cả chảy vào túi ông Thạch, giao dịch bằng tiền mặt, không qua ngân hàng. Một công việc rất phù hợp với năng lực của ông. Khử đại tá Lâm Dũng, thủ trưởng cơ quan điều tra công an thành phố. Ê,
tấn công các ông chứ đâu tấn công tôi. Mà xin lỗi nhé, đừng dùng hai chữ chúng ta, nghe mắc cười lắm. Đi thuê người khác giết đối thủ của mình, gắp lửa bỏ tay người, thế lỡ có tội vạ gì tôi đứng ra hứng chịu cho các ông. Này, tôi ấy không phải là thằng con nít ngu dại đâu nhá, rõ chưa? Tôi biết Linh Lê chuyển tiền về cho Đại Phú Cường, mà Đại Phú Cường được thành lập từ ba sòng bạc tại Campuchia. Chính ông là người đứng sau tất cả. Sòng bài của Linh Lê bị tấn công, không lẽ sự nghiệp của ông lại yên ổn như vậy sao? Tôi dùng từ chúng ta ở đây là không sai đâu ông Hổ. Lê Linh, ông ta dám lấy tôi ra thí mạng à? Anh đừng trách anh Linh. Với chức năng và quyền hạn của tôi thì việc điều tra lai lịch của ông đâu có gì là khó. Nhưng các ông đang lầm lẫn một điều. Đã lâu rồi tôi không quan trọng với việc tiền bạc lẫn sự nghiệp rồi. Vậy còn thông tin về lão bố, ông không quan tâm à? Các anh biết lão bố đang ở đâu à? Ok, chơi được. Nếu như các anh cung cấp cho tôi lão bố đang ở đâu, tất cả những công việc các anh giao cho tôi sẽ đáp ứng theo đúng yêu cầu của các anh. Cô biết không, khi mà tôi điều tra về việc trụ sở của DVC, tôi rất bất ngờ đó. Đó là một bức bình phong hoàn hảo, không ai ngờ tới, có đúng không? Về chuyện này thì tôi cảm thấy rất là không phục thằng Lĩnh. Nó tính toán rất giỏi. Nếu như không có nó, các người cũng không làm gì được đâu. Trong chuyện này tôi nghĩ rằng ba nhà mạng lớn của Việt Nam là nơi ăn dày nhất. Ba nhà mạng này đã chịu sự tác động của ông Thành. Cô đã trả bao nhiêu tiền cho ông Linh và ông Thành? Nhiều. Cô muốn biết chi tiết hả? Càng chi tiết càng tốt. Ok, để tôi nhớ coi. Nào nói đi, lão bố đang ở đâu? Không được. Sao? Anh phải thực hiện chuyện mà tôi giao trước cái đã. Khi hoàn thành thì chúng tôi sẽ cho anh biết cái điều mà anh muốn biết. Vậy các ông muốn tôi xử lý Lâm Dũng ở mức độ nào? Đừng để xảy ra án mạng, nhưng cũng đủ để ông ấy nằm điều trị một thời gian lâu dài. Ông có làm nổi không? Ok, chuyện này nó như con thỏ vượt qua vườn cỏ. Nhưng khi tôi làm xong việc này cho các ông rồi thì đừng có nuốt lời nhé. Chơi với cánh công an các ông mệt lắm. Đương nhiên rồi. Nhưng mà ông cũng nên nhớ, bên ông phải tự chịu trách nhiệm những việc mình làm ra. Vụ ai lần này chấn động ngành công an đó, chắc chắn rằng họ sẽ huy động toàn bộ lực lượng để truy bắt các ông. Nếu các ông giỏi thì trốn thoát, bằng ngược lại chúng tôi sẽ không xử lý giúp đâu nhé. Được, ok, tôi sẽ tự lo liệu đấy. Nhưng các ông cũng phải giữ được uy tín nha. Còn nếu như thất hứa, tôi sẽ xử các ông theo cách của tôi. Lúc đó thì đừng có trách nha. Đã có một thời gian nó làm cho các ông đấy, thì các ông liệu mà tác động với tòa án xét xử để làm sao nó sớm được tự do nhá. Việc này chỉ có thể khi ông hoàn thành việc mà chúng tôi đã giao. Ông Thạch trước ha. Khi mà hệ thống máy chủ của Nine Nine Club vận hành thì 3 tháng sau số lượt truy cập vô khoảng 800.000 lượt truy cập.
Lúc này thì doanh thu cũng không đáng kể, nhưng mà khoảng 3 tháng sau đó thì doanh thu tăng đột biến. Bởi vì lúc này số lượng truy cập tăng đột biến khoảng 10 triệu account, trong đó có 2 triệu account chơi thật. Lúc này thì 99 Club đã đạt đến con số 1000 tỷ. Về những cái thông số này thì ông Thạch và tất cả những người khác đều không biết được. Nhưng mà chúng tôi là những người làm ăn mà, muốn hệ thống vận hành trơn tru thì chúng tôi phải chơi đẹp chứ. Chúng tôi đã sẵn sàng chi cho ổng những số tiền rất khổng lồ. Và tôi nghĩ rằng cả đời này lương thưởng của ổng cũng không bao giờ mơ tới được. Tôi chuyển cho ổng tổng cộng 3 lần tiền. Lần thứ nhất là 25 tỷ vào ngày 25 tháng 2. Lần thứ hai là 11 tỷ vào ngày 15 tháng 6. Lần thứ ba 18 tỷ vào ngày 19 tháng 9. Ổng yêu cầu tôi chuyển vào hai tài khoản của bà Lan và bà Thủy. Theo như tôi biết thì đó là hai đứa con gái của ổng. Ngoài ra thì hàng tháng tôi còn gửi cho ổng 200 triệu tiền thuê cục. Số tiền này thì hoàn toàn là tiền mặt, trao tận tay. Ngoài ra thì tôi sẽ đưa cô mật mã hòm thư. Cô hãy tới đó để lấy một cái thẻ nhớ. Trong đó có chứa 31 clip. Đó là quay lại toàn bộ những cuộc nói chuyện giữa tôi và ông Thạch. Tôi là dân công nghệ mà, yên tâm. Tất nhiên là tôi sử dụng máy quay sắc nét, hình ảnh âm thanh sống động. Tại sao cô lại có ý định ghi hình lại tất cả những cuộc hội thoại giữa cô và ông Thạch? Thì để phòng thân. Làm chuyện phạm pháp mà, tất nhiên phải nghĩ tới ngày này chứ. Ông ta không nghi ngờ gì cô sao? Ông Thạch đó hả? Dù sao thì ổng cũng là người của thế kỷ 20, ổng chẳng hiểu gì những thứ công nghệ của thế kỷ 21. Nói về ông Thạch thì chỉ có thể nói hai từ: tham lam. Cảm ơn cô đã hợp tác điều tra. Hoàng Mai, nhớ mời Lệnh đến gặp tôi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy. Cô yên tâm. Nghe đỡ không tía? Đỡ, đỡ rồi con. Ủa? Dạ. Dạ, dạ, chào ông Tám. Dạ, chào anh. À, con theo lệnh của ông Hùng Leo On, giám đốc công ty Đại Phú Cường tới đây để đón ông Tám. Dạ, mời ngồi, mời ngồi. Dạ, ông Tám, chân ông Tám sao rồi? Đang tập tễnh bước đi từng bước. Dạ. À, dạ, ông Hùng Leo On nói tụi con tới đây đưa ông Tám ra ngân hàng để rút tiền. Dạ. À, chắc có công việc gì gấp lắm đây, cho nên nó mới hối tới đây để chở tôi đi. Dạ, dạ đúng rồi ông Tám. Dạ, công ty nhiều việc á, cho nên là cần tiền gấp lắm. Dạ, bây giờ mình đi được chưa ông Tám? Hai người chịu khó dìu tôi nha. À, dạ. Dạ thôi, lưng lưng con cổng cho nó lẹ. Dạ, dạ, dạ. Nhớ vụ trúng thưởng xe nghe chị. Trời, yên tâm. Dạ. Ý khoan, để tôi lấy đồ cho ông già tôi cái đã. À, dạ, dạ. Rồi, đi. Lẹ, 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 lẹ. Lúc nào ông ta cũng có người đi theo bảo vệ thì phải. Thì ổng là công an cấp cao, là yếu nhân, cho nên là có chế độ bảo vệ đặc biệt. Ê, bám theo. Ê, vô vô vô, coi chừng trúng chân của ông Tám á. Từ từ coi. Ơi, để em đỡ, để em đỡ. Ê, coi chừng ông Tám. Ôi dạ. Chào chị, chúng tôi đến đây để làm thủ tục rút tiền gửi. À, dạ, cho em mượn sổ gửi tiền ạ. À, dạ đây, tôi có hai sổ. Có sao ông Tám, khỏe không? À, sao? À, mình có một sổ 8 tỷ và một sổ 13 tỷ á. Mình muốn rút hết thành tiền mặt hả chị? Dạ, rút hết. Là rút hết giùm em, chuyển qua một cái tài khoản mới. Còn tiền mặt á, thì chị cứ tạm thời là rút khoảng 2 tỷ là được ha. Dạ. Dạ đúng rồi, chuyển vô tài khoản Bùi Bé Năm á, là tôi á. Dạ. Dạ. Dạ vậy mọi người ngồi chờ một chút nha.
để em làm thủ tục rút tiền xong gửi vào tài khoản mới cho mình. Dạ, miễn sao chuẩn là được. Dạ. Đợi xíu nha ông Tám. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Có ngồi đâu? Anh ký. Dạ. Rồi. Anh cầm sang rút tiền mặt trước đi ạ. Dạ. Ông Tám ngồi với con đợi xíu nha. Sếp ơi, có một chiếc xe đang theo dõi mình. Đây, chạy chậm thôi. Đại ca dặn á là chỉ quan sát từ xa. Ok. Có đúng là đang theo dõi ta không? Dạ em không chắc, nhưng mà đã đi theo phía sau mình một đoạn khá lâu rồi. Xem cắt đôi được không? Dạ để em nghĩ cách. Dạ xong rồi. Dạ. Bây giờ mình đi qua ngân hàng khác nha ông Tám. Dạ đây là số tài khoản mới tên Bùi Bé Năm á, anh kiểm tra lại lần cuối giùm em nha. Chính xác. Dạ trời ơi cảm ơn chị nhiều nha, làm cái gì cũng chuẩn. Cảm ơn. Anh cổng được không? Được. Ẩn đúng dạ. mở cửa rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Coi chừng á, coi chừng dưỡng vậy chân. Sao mới chưa cô chú? Dạ mình còn rút mấy cái ngân hàng nữa, tới 11 cái lận. Dạ. Vậy chắc tới chiều quá. Ông Tám mệt hả? Ông Tám có đói bụng không? Chưa có đói, nhưng bây giờ thèm điếu thuốc quá. Tưởng gì thèm thuốc hả? Ra ngoài con cho hút điếu, bệnh gì cử. Chuyện nhỏ xíu, 11 tài khoản mà có mấy ngân hàng à. Ừ, dạ đi ông Tám. Mất dấu hắn ta rồi, giờ sao? Về thôi. Em đã cắt đuôi được bọn chúng. Từ từ ông Tám. Dạ rồi, để con đỡ ông Tám. Có chừng cái chân. Rồi ông Tám, từ từ ngồi xuống rồi ngồi đi ông Tám. Dạ. Ông Tám, đây là quà của ngân hàng gửi tặng ông Tám. Con xin phép thay mặt giám đốc Hùng Leon gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Tám. Ông Tám giúp đỡ tận tình quá. Ủa gì vậy hả? Dạ sao mọi chuyện em xui không anh? Dạ rất là êm luôn. Dạ. Anh ngày mai ông Hùng ông sẽ đem xe hơi xuống đây, mọi người yên tâm nha. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ còn bây giờ thì cũng hơi trễ rồi, dạ cho phép tụi con đi về. Dạ anh Sáu. Dạ. Chăm ông Tám kỹ nha. Dạ. Chứ sáng giờ mệt lắm rồi. Dạ, dạ. Ông Tám giữ sức khỏe nha. Có tưởng tượng nổi ông 236 tỷ thuộc dưới tay của mình. Lâm Dũng được bảo vệ rất cẩn thận. Khi ra ngoài thì di chuyển bằng xe hơi của công an, luôn có cận vệ theo sát. Nhà của ông ấy thì sao? Quanh nhà ông ta cũng có người canh gác. Nói chung là mình ra tay ngoài đường khó mà thành công được đó đại ca.
Hay là mình bắt cóc vợ ông ta, đại ca thấy sao? Không được. Cái người mà tao cần xử lý đó là Lâm Dũng. Nếu bắt cóc vợ ông ta giải quyết được vấn đề gì? Trăm năm cho cõi người ta, cái gì mình không biết, mình tra Google. Đây, đại ca xem. Đây là hồ sơ cơ bản của ông Dũng. Nghe chỗ này, hôm nay là ngày 23, ngày mai là ngày đặc biệt của mấy. Ngày mai à? Sinh nhật ông. Mà chuẩn bị có kịp không? Hàng luôn có sẵn, hiện đại nhất hiện nay, đảm bảo ăn chắc. Em lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Không được gây án mạng hả? Chỉ dằn mặt cảnh cáo thôi, rõ chưa hả? Em dùng lỗi nhỏ chắc không sao. Để em gọi điện cho tụi Phi Mèo mang tới. Alo. Jimmy Tâm, Đại học Michigan, 20 tuổi. Không thể được. Thằng nhóc này còn quá nhỏ, làm sao một tháng nó kiếm được 20.000 đô? Quần đảo Lolosi là ở đâu ta? Tên gì lạ quắc vậy trời? Thơ, Thiên Đường Tài Chính. Mẹ nó, lại mù tịch rồi. Ê, 236 tỷ. Trời, tội mày đi ăn chơi quậy phá. Không được nha, không được nha. Cái số tiền này tôi sẽ làm mồi nhử tên giám đốc Đại Phú Cường. Dân chúng ta sẽ không đụng vô dù chỉ là một đồng nha. Tôi là tôi đã rút ra được một ít ở trong cái ngân hàng rồi, bởi vì tôi đang lo là nếu như sau này mà mình rút một lượt luôn á là khó lắm. Bây giờ mới rút ra được một ít mà ông giờ ông nói gì kỳ ông nổi. Tài lanh quá, rút ra rồi để nguyên đó tiêu tùm bậy tùm bạ, lỡ có chuyện gì là chết cả nút đó. Đi chơi cho đã đi, rồi ngay cái sự ngông cuồng đó, bất thường đó, người ta sẽ phát hiện ra và công an sẽ điều tra vô, hiểu chưa? Trời, nó nói cũng có lý á. Xém chút nữa tôi lấy tiền ngày mai tôi đi shopping rồi đó. Rồi cuối cùng là tôi trả làm công không? Không có gì hết. Còn hơn là mất mạng đó cha nội. Tỉnh. Tao nói giỡn thôi. Ngày mai bên Đại Phú Cường sẽ phát hiện ra chuyện này. Tên giám đốc này sẽ truy tìm số tiền của nó. Làm ơn, cẩn trọng giùm con nha mấy ba mấy má. Ê, Yến làm mày sẽ rút cái tiền mặt đó ra để dụ tụi nó lộ mặt ra cho công an chụp cổ tụi nó đúng không? Để tôi tính thêm rồi bàn bạc lại. Bây giờ hai người cứ ở yên đó, đừng lộ diện gì hết. Ok, bye chú. Ê, tôi thấy như vậy là bất công cho tụi mình lắm luôn á. Giờ tính sao ta? Thì bởi vì tôi mới nói là tôi có ý này. Mình tới ngân hàng rút hết tiền ra, rồi mình đợi tất cả nó lắng xuống, mình đem tiền ra mình chia cho nó. Không bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu ông. Anh uống thuốc đi. Mình để đây. Tôi cảm ơn. Anh xin nghỉ à? Sao vậy? Tình hình này cũng nên nghỉ sớm thì tốt hơn. Mình đã cống hiến bao nhiêu năm rồi, nghỉ sớm cũng tốt. Rồi sau này vợ chồng mình sang ở với con, mình thấy được không? Thôi được rồi, cái chuyện này cứ để tôi đi từng bước. Vâng. Mà mình ấy cũng đừng có bô lô ba la, nói chuyện lung tung với chị em bạn bè đấy nhé. Cơ, anh chả cần phải dặn. Chuyện gì bô lô ba la được thì em mới nhiều chuyện, chứ không có cậy rằng ngày cũng chả nói. Thế thì mới làm được mệnh phụ phu nhân của mình chứ.
Uống đi. Alo. Vậy hả? Cẩn trọng nhất có thể. Dạ thưa anh, tài khoản của bà Lê Ngọc Lan nhận 15 tỷ vào ngày 25 tháng 2, 7 tỷ vào ngày 15 tháng 6, 12 tỷ vào ngày 19 tháng 9. Sau đó bà đã góp 30 tỷ vào bệnh viện quốc tế vào cuối tháng 11 năm nay. Còn tài khoản của bà Lê Ngọc Thủy, con gái thứ hai của ông Thạch, thì cũng nhận tiền vào khoảng thời gian này. Số tiền là 10 tỷ, 4 tỷ, 6 tỷ. Hiện tại thì bà Thủy là cổ đông lớn thứ 3 tại trường tiểu học quốc tế. Theo các báo cáo thu thập từ bộ gửi về, trong lần báo cáo thứ nhất, ông Linh không hề nhắc tới những hoạt động đánh bạc trái phép. Trong lần báo cáo thứ hai, thì ông Linh lại chủ động đề xuất thanh tra công ty công nghệ DBC. Nhưng mà trong thực tế, không có một cuộc thanh tra nào diễn ra cả. Như vậy mọi thứ đã rõ ràng. Chính ông Lê Linh và Lê Văn Thạch đã bảo kê cho DBC. Họ là bức bình phong che chắn cho sòng bạc online này. Và theo như những gì mà Linh Lê cung cấp cho chúng ta, em nghĩ mình đã có đủ cơ sở để triệu tập ông Thạch lần thứ hai. Đúng vậy. Hy vọng với những chứng cứ lần này, ông ta sẽ phải thú nhận sai phạm của mình. Cái gì nữa? Tụi em có cái này muốn... không có gì. Sao? Giao đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bộ trưởng. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dạ, mời sếp thổi nến. Anh nhớ chắp tay lại và cầu nguyện nha. Cảm ơn mọi người. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi mong cho mọi người được nhiều sức khỏe. Chúng ta cùng nhau để vượt qua nhiệm vụ cam go trước mắt. Chúng ta cùng đoàn kết, cùng siết chặt tay nhau, quyết chí chiến đấu, thì không có thế lực nào có thể chống phá chúng ta được. Alo. Dạ em nghe anh. Mọi việc đang diễn biến rất tốt. Mình không thể nói chuyện qua điện thoại được. Không an toàn cho lắm. Dạ, tôi sẽ qua ngay. Đồng chí Bình. Dạ. Đồng chí đi với tôi qua giám đốc công an thành phố. Dạ. Đi. Chơi luôn không? Khoan, đại ca dặn là chỉ dặn mặt thôi, không được gây án mạng ở thành phố. Ok. Ê, bắn thêm, bắn thêm. Không em! Alo, tôi đây. Xong việc rồi nha. Phải chờ kiểm tra kết quả nữa chứ. Ở đây là toàn bộ hồ sơ của các hợp đồng 4 dự án BT mà công ty Đại Phú Cường đã ký với lại ủy ban tỉnh. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các anh.
Nếu các anh có nhu cầu gì thêm thì cứ nói. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tất cả các giấy tờ này. Hai ngày sau mời anh lên quý ban để làm việc.